cầm gì đấy. Nát bét đầu xe đầu kéo các bạn. Vỡ hết bắt đầu sốc. Két nước bị hoàn toàn. Kính vỡ hết. Va chạm cũng rất là mạnh các bạn. Trời xong hơn gần 3 giờ tê mà cho nó hơi tối cho nên là bật đèn và lát cũng không nhìn rõ nữa các bạn. Rất mong các bạn thông cảm. Lúc này cũng 2 giờ đêm các bạn. Đã bị tắt đường. Và đoạn cua này hai xe khách đang đỗ rất là nguy hiểm. Mấy xe đằng sau đi mà đường trơn trượt vào góc cua và đường trơn trượt rất nguy hiểm này. Các nhà xe đang lên khu trên để chặn đường. Này cần mẫn tắt về cứ tắt đi xui đồ tắt kinh không mua bảo hiểm ấy chứ xe nào anh xe này hiểu 53 54 không mua bảo hiểm tại sao không đáng kể đấy rồi Ông kia. Nhưng mà ngày mà để pháo số 4 thì hôm nay là ăn rít con này rồi. Biết trời mưa trơn trơn này thôi đi số 3 nhẹ nhẹ chân thôi. Em xuống cái quán nhà thời em thấy nhiều đất quá em dồn về 6 chợ không bình thường thả 7. Con này là cua mà đạn dốc các bạn. Đèo. Bình thường khô khô đường mà tỉnh xanh khô khô toàn thả 7 đoạn này. Ai bánh cuốn đây? Bánh cuốn nào? Bánh cuốn đây? Các bạn, đây là cái cảnh tắc đường do hai xe va chạm với nhau. Ai bánh cuốn đây? Tắc đường rất là dài. Bánh cuốn nào? Ai bánh cuốn đây? Bánh cuốn nào? Bánh cuốn đây? Bánh cuốn nào? Ai bánh cuốn đây? Bánh cuốn nào? Bánh cuốn đây? Bánh cuốn đây.
Bánh cuốn nào? Con này mấy khởi sao không vừa? À? Vừa hết. Bánh cuốn nào? Vừa. Bánh cuốn nào? Không nổ được nhưng mà kéo được. Trên xe này có người không? Trên mới. Cứ đi đi bảo ai đi ra lấy cáp đi đi. Lấy kéo đây này, lấy cáp. Kéo này này. Ừ. Xong bắt đầu lùi đi rồi đánh ra xong dứt đi ở ngoài đi kìa. Cái này nó không chẳng thế này nó lùi. Kéo dê ra đây. Hả? Cái này nó cũng ảnh hưởng. Kẹt vào đây thì nó lùi, con kia nó lùi. Thế thì bây giờ mới phải kéo dê đít nó ra. Bây giờ kéo lùi thì sợ lại hỏng thêm của nó không? Chờ từng ngày mà như con nước nước. Nó hỏng hết rồi. Nổ máy thêm cái đèn kìa. Nổ máy dè nhiều cái lắm. Dè thôi, kéo thôi. Cái cặp đèn này là cứ riêng bộ đèn này là cực hơn cục sẹo này. Đồ đồ nó đắt lắm. Đồ đấy giảm nó đắt thì bây giờ người ta nhất trí đền rồi ý thế mà đền thôi chứ còn đúng không? Hôm nay ông kia ông nào bảo con này giỏi lắm 800 hết đắt. Ông nào đấy? Cái giá trị xe người ta không cần nói, bây giờ hỏng cái gì người ta đền bù thế thôi là thôi hết, đúng không? Bao nhiêu phải đền thôi. Bao nhiêu thì đền. Tắt đường. Bây giờ tí mình qua mình bốc mình qua nhà mình có gì. Anh để đây rồi gì? Chọn muốn hết cả cái kia. mấy túi đây. Đó. À rồi rồi rồi. Rồi rồi ok. 2 dấu lốp ông rê nào. Thấy chưa? Dấu lốp ông rê. Không thủi thì cũng vẫn phải đổi. Bánh cuốn nào bỏ cái túi ra. Sao đấy? Đấm nhau đây này, con nhìn đây này. Bánh cuốn đây. Bánh cuốn nào? Ý, ông đi để người ta chửi cho. Bảo ông bánh cuốn kia để bánh hội cuốn thế. Để nó cái đèn pha vào đây nữa được. Làm gì đấy? Mời các bạn xem cảnh chiến thắng kéo xe đầu của Dương Móc được kéo mấy chục tấn. Xe Hoa Mai nhé, không phải chiến thắng. À, các bạn xem có lỗi không? À, vẫn lỗi các bạn. Đứt cáp và đứt cáp các bạn. Lần một đã bị đứt cáp các bạn. Mỗi ông hồ một kiểu thì mỗi ai lên kiểu gì.
thông xe các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Này các bạn, chúng ta lại những cái thiệt hại do xe gây bị tai nạn này. Còn ai sang buộc hộ bên khác đâu cả nhỉ? Rồi, đã chết rồi.